Chiều ngày 10 tháng 8, tại họp báo Kinh tế xã hội thường kỳ, ông Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người tự xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc, tên thật là Nguyễn Minh Phúc, sinh năm 1983, quê huyện Củ Chi. Từ năm 2000 đến 2010, đương sự có tu học tại chùa Hoàng Pháp, huyện Hóc Môn và chỉ mới làm lễ quy y, chưa xuất gia. Năm 2010, đương sự trở về địa phương, tự lập chùa Ngộ Chân Tử và tự xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc. Cơ quan chức năng đã làm việc và yêu cầu tháo gỡ biển hiệu chùa, đề nghị không tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép. Liên quan đến hoạt động làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức, ông Hà cho biết, năm 2019, Công an huyện Củ Chi đã kiểm tra, phát hiện tại nhà đương sự có treo huân chương lao động và các bằng khen, ba con dấu có hình chùa cổ và tiếng nước ngoài. Sau khi kiểm tra giám định, tất cả đều là giả. Ông Phúc khai, được người khác làm tặng và treo trong nhà. Công an huyện đã thu hồi và xử lý vi phạm hành chính, không xử lý hình sự vì chưa đủ cơ sở. Ông Hà cho biết thêm, vừa qua lực lượng chức năng kiểm tra một quán ăn trên địa bàn quận Gò Vấp, phát hiện đương sự đang ăn uống tại đây. Qua kiểm tra ma túy toàn bộ khách, không phát hiện đương sự có sử dụng chất kích thích. Tuy nhiên, lợi dụng việc ông Phúc mặc đồ giống người tu hành, nhiều YouTuber đã quay clip đăng tải lên mạng xã hội câu view gây dư luận xấu trong xã hội. Công an thành phố sẽ tiếp tục xác minh để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.